Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn về cái cây tình nhân này rất là hay nha. Đây các bạn thấy không? Hôm rồi mình đụng cái tay vào, vô tình mình làm cho nó bị héo một cái lá này nè. Nó bị rớt ra một miếng này, các bạn nhìn thấy nha. Đây, cái là nó bị sạm màu nó như vậy, giống như là nó bị úng mà. Xong rồi qua vài ngày cái lá ở bên đây cái nó cũng bị như vậy, mặc dù là tâm không có xé một miếng sẵn nhưng mà nó cũng bị úng rồi nè, các bạn nhìn thấy không? Đó, đúng là cây tình nhân luôn. Đây, nó cũng sắp chết rồi. Hai bên nó rất là đồng đều nha. Đó, hai bên đây nó mà lên bông á, mà mình ngắt một bông ở bên đây thì bông bên đây nó cũng bị thối luôn. Trong cuộc sống cũng vậy, nếu mà đôi tình nhân nào và đôi vợ chồng nào mà cũng biết hy sinh san sẻ cho nhau như vậy thì đúng là sống theo cái cây tình nhân này rất là hạnh phúc trong gia đình luôn đó các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đây, ở lá bên đây nó cũng sắp đai luôn. Mình nhận hay thiệt. Và cái cây này, cây hoa tình nhân này khi nào mà nó lên bông á, cái đầu nó sẽ có một thời gian nó lên bông xong rồi nó sẽ tự hủy, còn cái cũ đó thôi. Vài tuần sau cái nó mọc lên. Đây, cây này nó mọc lên lần thứ hai nha các bạn nhé, rất là hay luôn. Ồ, quá đã luôn. Mọc lên lần thứ hai và nó cũng lên một cặp. Nó lên một cặp không, bây giờ mới lên một mình. Lên bông cũng vậy, cây bên đây lên bông, lên mấy bông thì cây bên đây cũng lên mấy bông vậy. Rất là hay.